to the hour. Chị còn đi từ trên trán xuống. Dạ. Dạ bình thường. Em đi cứ. Tí đừng khóc nha. Mất em lấy mắt kiến nó dày quá này. Em đừng có nhìn chung nó, khó xác định nó ngoài không. Bị tay nó run như cây sấy này. Tay run bây giờ mới gớt chị. Tức cái gì? Rồi thì mới xuống thành phố. Thuốc nhiều vô chị cũng vô vấn đề đó nữa. Em phải nói nó đến khi nào nó bỏ thuốc rồi thôi. Hồi sáng giờ em biết khi nó bỏ thuốc. Em ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Gái gì đâu đâu có thích hút thuốc đâu. Chị nói mua hoài lắm, đừng nghe. Đến giờ nó vẫn ý là vì vậy đây. Bữa nay gặp nó đâu kêu nó bỏ thuốc rồi đấy. Cho nó khiếp đi, mai nó nghỉ việc rồi. Sao chị biết hay vậy? Em thà bỏ việc chứ em không bỏ thuốc đúng không? Không phải. Em bỏ thuốc là chỉ bỏ khác. Bỏ hút là chỉ sang chích hả? Không, cũng hút. Cũng hít chứ, hít. Bỏ thuốc lá, hút thuốc nào? Mình hút thuốc nào cứ hút. Muốn hít thì cứ hít, hít luôn đi chứ hút gì nữa. Như cái Vi với chị Quyên là về ở chung một nhà. Không phải chỉ có nói chuyện nhỏ đâu. Hôm qua bà nói chuyện điện thoại mà trên này nghe rõ một 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 luôn á. Buổi trưa ấy. Nó to dã man luôn đấy. Ai biết gì chị. Chị nói chuyện điện thoại mà chị hỏi em. Chị nói hôm qua đấy, chị nói hôm nay đâu.
Chị hỏi em có ý hả? Không ý, em nói chị có gì em đụng gì là có chị, em có ý. Em có tình đúng không? Thù chị xá vào đúng không?
Are you clean? Calling him. Why are you saying this? Tết về cách ly tại nhà 7 ngày là xong hết Tết. Là đi làm luôn. Như đang rất muốn ở lại. Vì Tết nó có về đâu. Mấy năm rồi không về quê đi. Sáu năm rồi không về. Tại dịch mà nó quá không dịch luôn. Nhưng mà nó mới không về luôn. Nếu mà còn bị thì chạy ra tiệm.
Đuổi việc à? Đuổi việc. Đuổi việc hả Như? Nó xỉu liền luôn. Nhưng mà không phải cục nào nó cũng được pha như vậy, hiểu không? Đau không em? Chịu đau không? Chịu được không? Giờ không chịu được rồi mà chịu đau.
Em nhớ chị đổi tên rồi mà. Đổi bên đi nha.